Uh, xin chào các bạn bây giờ đang là 3 giờ chiều của ngày thứ năm uh, tôi vừa mới di chuyển từ uh, thành phố thái bình về đến uh, nhà bố mẹ tôi ở uh, dưới uh, thanh trì hà nội thực sự uh, làm việc xong sau đó lái xe hàng trăm cây cái sức lực nó rất là mệt rất là mệt À, tôi thì có một cái thói quen đó là cứ mỗi một lần đi xa thì tôi đều về dưới này để vấn an sức khỏe bố mẹ tôi hoặc là đi làm về ở trên các tỉnh ở phía này thì tôi đều dễ vào à, có quà gì của mọi người cho biếu thì tôi cũng sẽ lại biếu lại bố mẹ tôi à, ngày hôm qua thì tôi làm một cái clip nhưng là tôi hạ nó xuống vì nhiều cái lý do Uh, để tôi giữ một vài những cái điều tôi chưa muốn nói ra vội, tôi chỉ uh, nói ra cái cái góc độ này, đó là cái này là một cái sự nó thể hiện một cái điều là cái tâm của con người nó rất là nhỏ nhen bẩn thỉu khi nó lấy cả những cái chuyện tình nghĩa của cha mẹ con cái nó lên nó bêu diếu tôi trên mạng xã hội nó nói tôi là mẹ tôi từ tôi từ lâu hôm nay về đây may quá thì ngày mùng 1 mẹ tôi lại ở nhà thưa các bạn à, trong cuộc sống chúng ta sống làm việc nó sẽ có rất nhiều những cái trách nhiệm trên vai trách nhiệm với bố mẹ người những người sinh thành ra mình trách nhiệm với chính bản thân mình trách nhiệm với vợ với con và những người thân xung quanh anh em xung quanh khi chúng ta cố gắng phấn đấu trong cuộc sống thì mục đích chúng ta hướng đến đó là những người thân yêu của chúng ta trong đó công việc của tôi thì đất nước là cũng là cái để đặt lên hàng đầu song song với đó đó là việc quan tâm có trách nhiệm đến cha mẹ vợ con anh em học trò và những người thân tôi làm clip này không phải là để phản bác lại cái thành phần này tôi làm clip này là để lan tỏa cái chữ hiếu lan tỏa đến mọi người cái chữ hiếu cái chữ hiếu này nó rất đơn giản nó không hề uh, cầu kỳ cao siêu gì cả nó là sự quan tâm nó là tình cảm xuất phát từ tâm của mỗi chúng ta đến với những người thân xung quanh mình đối với tôi thì trong cuộc sống thì trước đây ấy, khi còn cơ hành thì tôi mất hết thì bố mẹ tôi lại là người gian tay để đỡ anh em là người gian tay để đỡ Tôi công việc mới có thuận lợi tầm khoảng độ hơn một năm, 2 năm trở về đây thôi Thì tôi đã có được nhiều hơn những cái điều kiện để quan tâm đến những người thân của mình Ví dụ như bố mẹ tôi Mẹ tôi thì là một người thầy cúng như tôi đã nói từ tập trước Mẹ tôi là một người thầy cúng từ cách đây 3, 40 năm rồi Trước đây nhà tôi ở thành công sau đó bố mẹ tôi chuyển về đây để ở thì khách vẫn cứ theo từ thành công về đây mẹ tôi làm cái việc này đó là một cái việc tâm linh trong cái xã hội này dưới cái con mắt của mọi người thì những người làm tâm linh là những người có cuộc sống không đầy đủ không đầy đủ ở đây tôi không nói đến không đầy đủ về vật chất mà họ không đầy đủ về các góc độ khác, trong đó cái quan trọng nhất đó là hạnh phúc và những cái gọi là lực lượng kế thừa. Tôi xin bắt đầu bằng cái việc mẹ tôi làm tâm linh ba 40 năm nay. Mẹ tôi làm có tâm hay không thì tôi không muốn nói ra, tại vì cái này thì hay để những cái thứ xung quanh nó phản ánh ngược lại đầu tiên đó là cái việc bố tôi đã song hành cùng với mẹ tôi trong việc tâm linh này ở cái thời gian về sau này khi bố tôi nghỉ hưu bố tôi trước đây là một tri thức tốt nghiệp đại học kinh tế như hôm trước tôi đã từng khoe với các bạn đại học kinh tế khoa vật giá khóa hai tức là những khóa đầu tiên của trường kinh tế ra trường và công tác tại uh, viện nghiên cứu kinh tế trung ương một thời gian sau khi về hưu thì lại song hành cùng với mẹ tôi trong công việc tâm linh để cứu đời giúp người các bạn có thể thấy cái đây là cái bàn làm việc của bố tôi sớ sách này là bố tôi là người viết viết ở đây là viết bằng chữ nho chứ không phải viết bằng tiếng Việt. Và bố tôi năm nay đã ngoài 80, mẹ tôi đã ngoài 70, nhưng sức khỏe của bố mẹ tôi thì rất khỏe. Vì thứ nhất là cái chế độ ăn uống và tập luyện, thứ hai là sự quan tâm của chính bản thân bố mẹ tôi đến sức khỏe và sự quan tâm của chính bản thân tôi và anh tôi tới bố mẹ tôi về sức khỏe. Cứ mỗi một kỳ một tháng hai tháng thì tôi lại có những cái 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 thực phẩm chức năng những cái thuốc bổ mà mọi người biếu tôi và tôi cũng mua thêm để mang về cho bố mẹ tôi dùng. Cái sự quan tâm này nó thể hiện một góc độ rất nhỏ của chữ hiếu. Chữ hiếu này thì nó bao trùm lắm, nhưng tôi chỉ đang nói một góc độ rất nhỏ. Và tôi đang nói đến tiếp theo, tôi muốn nói đến cái tiếp theo đó là sự kế thừa. Sự kế thừa của mẹ tôi trong tâm linh đó là anh em tôi. Anh giữa của tôi đây, như tôi đã từng nói và giới thiệu rất nhiều với các bạn, vì anh bị đẻ thiếu tháng, 7 tháng rưỡi. Ngày xưa người ta gọi là hút móc xếp, không có mổ, cho nên anh bị ảnh hưởng não. Anh trai cả của tôi cũng tốt nghiệp trường kinh tế và cũng là một trong những người tốt nghiệp cái bằng mba của mỹ thuộc những khóa đầu sau đó là tôi đang làm việc những người làm tâm linh thì nếu nhìn vào tâm của những người làm tâm linh thì hãy nhìn vào thực tại cuộc sống sức khỏe của họ những cái gì xung quanh của họ và đặc biệt là đội ngũ kế thừa đội ngũ kế thừa cho đến bây giờ đến đời của tôi Các bạn đã được chứng kiến Mẹ tôi làm việc rất lâu như Mẹ tôi không phải là người tham gia trên cộng đồng mạng Và những người làm tâm linh trước đây Họ không tham gia những cái việc trên cộng đồng mạng Cho nên ít người biết đến Đây chỉ là hữu xạ tự nhiên hương Còn đến thế hệ tiếp nối là tôi Lại là một sự kế thừa Cho của cái sự song hành Kế thừa chữ tâm để cứu đời giúp người. Cái này là cái mà tôi muốn nói nói đi nói lại xoáy sâu vào điều này. Hãy nhìn vào muốn nhìn được tâm của người làm tâm linh thì hãy nhìn vào tổng thể cuộc sống của họ. Vì sao tôi hay ấp gia đình vợ con? Bố mẹ tôi, gia đình tôi, tôi cũng hay ấp vào mỗi một cuối năm, tại vì cứ cuối năm là cả nhà tôi về quê ăn Tết tôi đều ấp rất là đều đặn một phần là tôi giới thiệu các thành viên một phần lớn là tôi ngầm khoe với các bạn rằng tôi được sinh ra trong một gia đình tri thức được giáo dục một cách bài bản và gia đình tôi là một gia đình đại phúc vì mọi thứ nó rất là tốt đẹp đương nhiên trong cuộc sống thì có những cái khó khăn có những cái bộn bề nhưng gia phong thì cần phải giữ đó là cái điều tôi muốn nói và muốn khoe với mọi người đồng thời cũng muốn lan tỏa với mọi người một chút thôi về góc độ chữ hiếu rồi <laughs> mẹ tôi đang nói là nói về bà thúy thì cả hà nội ai cũng biết <laughs> Thôi được rồi mẹ cứ để con nói nốt uh, thưa các bạn trong cuộc sống uh, sau cái, cái 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 sự kiện uh, về 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 tín ngưỡng vừa rồi nó đã nảy ra xuất hiện rất nhiều những cái cái tâm cái tư tưởng lỗi lệch khi họ coi Phật là lý tưởng coi Phật là lý tưởng là đúng nhưng họ coi phật là tất cả coi sư phụ của họ còn hơn cả cha mẹ đó là cái điều tôi cần muốn tôi cần xoáy vào để chúng ta chỉnh lại tâm định hướng lại phương hướng cuộc sống còn bây giờ tôi xin phép ăn cơm với bố mẹ tôi và về nghỉ ngơi còn tiếp tục công việc của mình xin chào và hẹn gặp lại À, tôi phải à, khoe thêm một chút về nơi thờ cúng và làm việc của mẹ tôi. À, đây là ban thờ gia tiên. Mẹ tôi thì lại không thờ điện. Đây là ban thờ gia tiên. Một bên là thờ Phật và đây là bàn làm việc. Nói về công việc thì thực ra thì mỗi một người thầy có một cái tư tưởng làm việc nó sẽ dẫn đến cái nhân quả trong mỗi một người thầy. Và đối với mẹ tôi thì cái nhân quả nó hiện rõ đó là sức khỏe của mẹ tôi thì rất khỏe. Các bạn không biết đã các bạn nào đã lên đỉnh núi Ba Vì hay chưa, nên uh, lên đỉnh Mẫu hay chưa. Đối với mẹ tôi thì mẹ tôi cứ leo phàm phàm đi lễ với các con nhang đệ tử hàng trăm con nhang đệ tử nhưng mẹ tôi cứ phàm phàm mẹ tôi đi. Và <laughs> thực ra thì uh, kênh của tôi ấy cũng có rất nhiều đệ tử của mẹ tôi xem và biết đây là cái điều mà tôi rất tự hào tôi rất tự hào vì đó là động lực đó là cơ bản là nền tảng để tôi vững bước trong công cuộc cứu đời giúp người trong giai đoạn tiếp theo còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại thực sự tôi hơi mệt